Là nhà kiến tạo khu đô thị, chúng tôi tạo dựng nên những không gian sống lý tưởng, nơi bạn gọi là nhà, khát khao được thuộc về, cùng trưởng thành và gắn bó trọn đời. Gamodalen là bộ phận phát triển bất động sản được thành lập từ năm 1995 thuộc tập đoàn Gamoda Berhad, một trong những tập đoàn hàng đầu về xây dựng và hạ tầng tại Malaysia và khu vực. Với vị thế là nhà phát triển bất động sản hàng đầu khu vực, Gamodalen luôn kiến tạo nên những không gian sống xanh tích hợp nhiều tiện ích hiện đại, phục vụ cả về thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần cho cư dân. Trong hơn 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Gamodalen đã không ngừng khẳng định vị thế của mình trong việc kiến tạo nên những khu đô thị với quy hoạch tổng thể đột phá và cộng đồng cư dân mang tính bền vững. Điều này đã được minh chứng qua hàng loạt các giải thưởng bất động sản danh giá tại Malaysia, Singapore, Úc và Việt Nam. Phương pháp tiếp cận toàn diện của Gamodalen trong việc kiến tạo khu đô thị là phát triển các sản phẩm bất động sản chất lượng tiềm năng nhằm mục đích gia tăng giá trị cho cư dân. Cùng với sứ mệnh đó, Gamodalen lần đầu đặt chân đến thị trường Việt Nam với dự án Gamoda City tại Hà Nội có diện tích trải rộng trên 274 hectare được ôm trọn trong vòng tay xanh mát của công viên Yên Sở. Gamoda City được xây dựng với mục tiêu trở thành khu đô thị tích hợp mang tầm quốc tế, gồm 4 phân khu chính: công viên Yên Sở, 2 khu dân cư Gamoda Garden, Gamoda Lake và khu thương mại Le Parc. Celadon City là dự án thứ 2 được đầu tư và phát triển bởi chủ đầu tư Gamodalen tại Việt Nam. Nằm bao trọn trung tâm quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Celadon City được ví như một viên ngọc xanh giữa lòng thành phố. Bởi phần lớn diện tích tổng thể dành cho phát triển mảng xanh và kiến tạo không gian sống đạt chuẩn quốc tế. Lựa chọn màu xanh an lành làm nền tảng cho không gian sống của cư dân, Celadon City dành ra hơn 16 hectare trên tổng số 82 hectare để phát triển cảnh quan cây xanh. Celadon City mang đến cư dân một cuộc sống an lành, viên mãn với đầy đủ tiện ích từ giáo dục, văn hóa, sức khỏe, thể thao và giải trí, như khu phức hợp thể thao Celadon Sport and Resort Club, làng văn hóa, trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí cộng đồng. Tại Gamodalen, chúng tôi luôn không ngừng cải tiến chất lượng để không chỉ mang đến cho cư dân một môi trường sống trong lành mà còn gây dựng nên một cộng đồng cư dân, nơi mọi thế hệ cùng đồng hành và trải qua những dấu mốc cuộc đời. A town has different meaning to different people. You can see a place where you visited, a place you go up, and all about it is about memories that you have created in. I think what's important for a town really is a special place. Places where you remember, you talk about, and that kind of thing need good placemaking. Tại Gamodalen, chúng tôi mang đến sự kết nối hài hòa giữa các tiện ích nội khu, tình ý trong việc sắp đặt công viên và hồ nước để mọi mái ấm cư dân đều được hướng đến sự giao hòa với thiên nhiên trong lành. Sự kết hợp đầy tính thẩm mỹ giữa cảnh quan và các công trình kiến trúc khởi tạo nên những tiện ích cộng đồng mang mọi người xích lại gần nhau hơn. Mỗi khu đô thị của Gamodalen đều mang trong mình một nét cá tính riêng, mang đến những trải nghiệm sống tuyệt vời và khác biệt, nơi bạn mong ước được xây dựng cuộc sống dài lâu. Lựa chọn thiên nhiên là yếu tố chủ đạo làm nên sức sống cho khu đô thị. Gamodalen luôn bảo tồn các vốn quý mà thiên nhiên trao tặng, đồng thời phát triển thêm các mảng xanh thiết yếu, mang đến những tuyệt tác đô thị xanh, mãn nhãn trong từng đường nét. Nước là mạch nguồn của sự sống, nên Gamodalen luôn chú trọng tạo nên hệ thống hồ cảnh quan thoáng đạt, hòa quyện bên những công viên xanh mát. Tại đây, cư dân sẽ được tận hưởng trọn vẹn một cuộc sống an lành và bình yên bên cạnh những người thân yêu. Chúng tôi không chỉ mang đến một không gian để ở, mà ở đó còn là nơi để bạn thật sự sống, nơi bạn vui chơi bên những người thân yêu, nơi bạn thỏa sức với niềm vui mua sắm, nơi thư giãn những công viên trong lành, nơi phát triển giáo dục cho thế hệ tương lai. Chúng tôi cẩn trọng trong từng bước hoạch định dự án để có thể tổng hòa những giá trị sống mà một khu đô thị đích thực hướng tới. Tất cả sẽ được quy hoạch xung quanh trung tâm đô thị và điểm nhấn là hồ nước thơ mộng và những cung đường xanh mát mang lại cảm giác an bình mỗi sớm mai. Đó chính là cách Gamodalen kết nối bạn với mọi người, với cộng đồng, với thiên nhiên đất trời và với chính chúng ta.
Với Gamuda Land, việc xây dựng một cộng đồng gắn kết là một phần không thể thiếu trong việc phát triển khu đô thị. Chúng tôi chăm chút đến từng kế hoạch chi tiết để vun đắp nên một cộng đồng đích thực cho chúng ta hôm nay và mai sau. Đó là nơi ta nhận ra nhau, nơi cùng nhau tận hưởng những niềm vui cuộc sống, nơi sẻ chia từng dấu mốc cuộc đời, nơi chấp cánh yêu thương, nơi an hưởng tuổi già, nơi khơi nguồn sức trẻ. Với vai trò là nhà kiến tạo khu đô thị, Gamuda Land tin rằng tạo dựng một khu đô thị đích thực là kiến tạo nên một không gian sống trọn vẹn dành cho tất cả mọi người. Mỗi cung đường cuộc sống thường ngày được chúng tôi thiết kế thật tinh tế để dù bạn đi ô tô, xe máy, dạo bước bên cỏ cây hay chậm rãi với những vòng quay xe đạp bên gia đình hay những người thân yêu, đều là những trải nghiệm tuyệt vời giữa tiện nghi hiện đại và thiên nhiên an lành. Đó chính là những phút giây thi vị và đáng sống nhất mà chúng tôi muốn mang đến cho cư dân của Gamuda Land. Và sau cuối cho tất cả, chúng tôi tin rằng khu đô thị đích thực là nơi khơi nguồn hạnh phúc. Gamuda Land, nhà kiến tạo đô thị xanh đến từ Malaysia.